Giải mã bí ẩn ly kỳ và thú vị đằng sau dòng họ Trần đông đúc thứ hai Việt Nam. Cứ 3 người dân Việt Nam thì có ít nhất một người mang họ Nguyễn. Và bám sát sau họ Nguyễn về cái sự đông đúc thì không thể nào không kể đến dòng họ Trần với gần 12 triệu người có chung dòng dõi tổ tiên. Có thời gian người ta từng truyền tai nhau rằng xuất phát của họ Trần ở Việt Nam là bắt nguồn từ vùng Phúc Kiến Trung Quốc. Và Hồ Quy Ly thực chất cũng mang họ Trần. Cho đến nay, chân tướng đằng sau vẫn còn khiến hậu thế không ngừng tranh cãi. Ở đây thì có bao nhiêu bạn mang họ Trần? Và liệu các bạn đã biết rõ nguồn gốc dòng họ của mình hay chưa? Hãy cùng đi tìm câu trả lời trong video ngay sau đây. 1. Gia phả họ Trần xuất phát từ Trung Quốc. Có thể nói đất nước ta đã sản sinh ra rất nhiều anh hùng tướng kiệt lừng danh đều mang dòng họ Trần. Một trong số các vị này vẫn còn được người dân Việt nhắc đến cho đến tận ngày hôm nay. Và để tỏ lòng biết ơn, tên của họ đã được đặt cho những con đường như một cách để tưởng nhớ công lao của thế hệ cha ông đi trước. Đáng nói nhất, Trần gia muốn nổi tiếng được, không thể không kể đến sự xuất hiện của những con người thực sự phi thường. Mà một trong số đó chính là anh hùng dân tộc vĩ đại Trần Quốc Tuấn hay Trần Hưng Đạo, đồng thời cũng là một nhà văn hóa lỗi lạc trong suốt chiều dài lịch sử của Việt Nam. Khi làm tướng, Hưng Đạo Đại Vương biết dẹp bỏ thù nhà, dốc lòng báo đền nợ nước, góp công lớn 3 lần đánh bại quân Nguyên. Còn khi hành văn, ông để lại cho đời 2 bộ binh thư kỳ công, đồ sộ và đặc biệt là bài Hịch Tướng Sĩ vô cùng nổi tiếng, còn lưu truyền cho đến tận ngày nay. Sau khi mất, vua phong ông tước Hưng Đạo Đại Vương, nhân dân cũng nhớ ơn mà lập đền thờ của ông ở khắp mọi nơi trên mọi miền Tổ quốc. Lật lại lịch sử một chút, vào năm 1285, trước sức mạnh to lớn của giặc Nguyên Mông mở cuộc chiến tranh lần thứ hai xâm lược Việt Nam, triều quốc vương Trần Ích Tắc đã khiếp sợ mà đầu hàng kẻ thù, được vua Nguyên là Hốt Tất Liệt phong làm An Nam quốc vương. Ngược lại thì các huynh đệ hoàng tộc họ Trần đoàn kết một lòng cùng toàn dân đánh tan quân giặc. Trần Ích Tắc vì thế mà trở nên vô dụng, phải về sống lưu vong ở tỉnh Hồ Nam Trung Quốc. Đến nay hậu duệ của Ích Tắc bao gồm 18 nhánh sống rải rác ở Trường Sa, Linh Lăng, Quế Dương, Liễu Châu, Trung Quốc. Có lẽ là trong những năm tháng cuối đời sống tà hương trên đất khách quê người, vốn có tài văn chương và nguồn tư liệu phong phú, nên cuốn Gia Phả do Trần Ích Tắc biên soạn là công phu và đầy đủ nhất về họ Trần từ năm 227 trước Công Nguyên. Căn cứ vào Gia Phả họ Trần ở Lạc Dương do thống tôn đời 27 Trần Đình Nhân còn lưu giữ được, thì gốc tích xa xưa thời Chiến Quốc, họ Trần thuộc nhóm tộc người Bách Việt sống ở đất Mần, là ở Phúc Kiến Trung Quốc ngày nay. Theo những gì tài liệu này ghi chép, tổ tiên của dòng dõi nhà Trần tại Việt Nam có nguồn gốc dân tộc Mần ở quận Tân Châu, tỉnh Phúc Kiến Trung Hoa. Trần Quốc Kinh từ Phúc Kiến sang Việt Nam vào khoảng năm 1110, thời vua Lý Nhân Tông, từ năm 1072 đến năm 1127, lúc đầu cư trú tại xã An Sinh, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Họ sống bằng nghề chài lưới trên sông nước. Trên đường làm ăn chuyển dần vào Hương Tức Mạc, huyện Thiên Trường, Nam Định. Ở một diễn biến khác, đó là theo lối Chiết Tự, chữ Trần có thể đọc là Đông A, vì được ghép từ hai chữ Đông và A. Vì lẽ đó, khi nhà Trần tại Việt Nam giành chiến thắng trong 3 cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên, khí thế chiến đấu của quân dân nhà Trần còn được gọi là hào khí Đông A. Theo thăm dò của Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc, tháng 1 năm 2006, họ Trần cũng đứng thứ 5 về số người tại Trung Quốc. Họ Trần phổ biến hơn tại miền Nam Trung Quốc. Còn tại Đài Loan, đây cũng là họ phổ biến nhất, chiếm 11% dân số. Ở Việt Nam chúng ta, họ Trần hiện đang chiếm 12,1% dân số, tương đương với khoảng 11,6 triệu người. Và là dòng họ đông đúc thứ hai, chỉ đứng sau họ Nguyễn mà thôi. 2. Theo dòng lịch sử họ Trần và những lần thay tên đổi họ. Có thể nói là triều đại nhà Trần là một trong số những triều đại mạnh nhất Việt Nam. Nếu phải kể đến một sự kiện lịch sử thể hiện tài thao lược của đôi bên quan văn quan võ nhà Trần, thì không thể nào bỏ qua tài mưu lược trước sau của Trung Vũ Đại Vương Trần Thủ Độ, khi ông đã từng bước chốt ngôi họ Lý, giành ngai vàng về cho dòng họ của mình. Không thể phủ nhận Trần Thủ Độ là một nhân vật trụ cột, là người thực hiện thành công ý tưởng đoạt ngôi vua triều Lý về tay triều Trần, mà Trần Tự Khánh trước đây từng ấp ủ nhưng không thực hiện được, vì ông mất sớm vào năm 1223. Ông không chỉ là một đại công thần mà còn là người sáng lập và trực tiếp lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước những năm đầu thời kỳ nhà Trần. Trong suốt gần 40 năm, kể từ năm 1226 đến năm 1264,
cuộc đời và sự nghiệp của ông gắn liền với nghiệp đế của họ Trần. Với quá trình khôi phục và phát triển kinh tế xã hội Việt Nam từ đống tro tàn của triều Lý vào thế kỷ thứ 13, tiếp sau đó chiến công oanh liệt đánh bại quân xâm lược Mông Cổ lần thứ nhất năm 1258, cùng câu nói bất hủ, khẳng khái, thể hiện ý chí của người anh hùng. Đầu thần chưa rơi, xin bệ hạ chớ lo, đã để lại trong lòng dân tộc Việt Nam một hình tượng Trần Thủ Độ anh hùng, bất khuất, tài năng và quả cảm. Những ý kiến đánh giá về ông xưa này vẫn có nhiều cách nhìn nhận, nhưng không thể phủ nhận được công lao to lớn của ông với vương triều Trần và nhà nước Đại Việt. Trong lịch sử Việt Nam, dòng họ Trần cũng có những biến đổi lịch sử. Sau khi cướp ngôi của vua Trần Thuận Tông, Hồ Quý Ly noi theo Trần Thủ Độ, bắt tất cả dòng dõi nhà Trần nếu có tội nặng phải đổi thành họ Mai. Vì nhà Hồ chỉ tồn tại được 7 năm rồi bị quân nhà Minh bên Trung Quốc tiêu diệt, nên họ Trần đổi họ cũng không nhiều. Lại nói là dưới thời Lê Thánh Tông, dòng họ này lại phải đổi sang họ Trình. Sau khi lên ngôi và trừ khử Trần Cảo, Lê Lợi đã tiến hành ban quốc tích và ban họ cho một số đại thần như là Trần Nguyên Hãn, Thành Lê Hãn. Cũng sau khi trừ khử được Trần Nguyên Hãn, nhà Lê đã truy tìm con cháu của ông, khiến con trai là Trần Trung Khoản, tự là Trung Lương, phải tục bỏ đi và đổi sang họ Quách. Còn Trần Đăng Huy phải đổi sang họ Đào. Chưa dừng lại ở đó, sau khi Lê Thánh Tông lên ngôi được 2 tháng, ông hạ chiếu đổi tên tất cả những ai đang phạm vào chữ Húy của Hoàng Thái Hậu Phạm Ngọc Trần. Nhà vua lấy cớ rằng cung từ Hoàng Thái Hậu họ Phạm, tên Húy là Ngọc Trần, nên yết thị cho trong kinh thành, ngoài các đạo, phàm là nơi có họ Trần đổi chép làm chữ Trình. Bề ngoài thì là vậy, nhưng bên trong có lẽ nào ông đang dùng kỵ Húy như là một thủ đoạn để ngăn chặn sức ảnh hưởng cũng như ngầm đe dọa con cháu họ Trần về các ảo tưởng phục thù. Dù là thế nào đi nữa thì khi được lệnh này được thực thi triệt để, ai cũng phải tuân theo. 3. Trung Quốc nói gì về lịch sử của dòng họ Trần ở Việt Nam? Theo sử sách của Trung Quốc, danh từ họ Trần bắt nguồn từ họ Quy, một họ Trung Quốc cổ, hậu duệ của vua Thuấn, một trong Tam Hoàng Ngũ Đế. Khi Chu Vũ Vương thiết lập nhà Chu, ông đã dành vùng đất Trần cho các con cháu vua Thuấn thành lập một quốc gia riêng. Để thể hiện sự kính trọng tới vua Thuấn, tiểu quốc Trần được xem là một trong 3 khách quốc của nhà Chu, nghĩa là quốc gia này không hề bị lệ thuộc mà chỉ là khách. Tuy nhiên về sau, lãnh thổ này bị nước Sở chiếm đóng vào thế kỷ thứ 5 trước Công Nguyên. Từ đó những người sống tại đây lấy Trần làm họ của mình. Vùng đất Trần thời Chu Vũ Vương cũng là nơi Vĩ Mãn, con Ngụ Yên, hậu duệ vua Ngụ Thuấn được phong vương và khởi sinh họ Hồ tại đây và Trung Quốc nói chung. Sau này Hồ Quy Ly dựng nước Đại Ngô là để nhắc nhở về dòng họ Hồ này. Tuy nhiên lại có ý kiến cho rằng Hồ Quy Ly đã nhận sai về dòng dõi của mình. Dòng dõi vua Thuấn chỉ có chi họ Diêu và họ Quy, chứ không hề có chi nào họ Hồ. Theo đó có thể là Hồ Quy Ly cũng mang họ Trần. Theo sử ký Tư Mã Thiên, Hồ Công Mãn là thủy tổ họ Trần chứ không phải là họ Hồ. Vua Chu Vũ Vương sau khi diệt được nhà Thương, tìm được Quy Mãn là dòng dõi vua Thuấn và phong cho làm vua nước Trần. Sau khi mất, Mãn được đặt thụy hiệu là Trần Hồ Công. Công là tước, Hồ là thụy hiệu chứ không phải là họ. Từ Trần Hồ Công truyền tới các đời, tới Trần Thân Công, Trần Tương Công. Từ đó các vua nước Trần từ thời Tây Chu trở đi đều là dòng dõi Trần Hồ Công chứ không phải là mang họ Hồ. Do đó Lê Quy Ly đổi sang họ Hồ và nhận dòng dõi vua Thuấn chỉ là mượn danh dòng họ đế vương cổ xưa. Sau này nhà Minh sang đánh Đại Ngô cũng kể ra một trong 22 tội của Hồ Quy Ly là tự ý đổi từ họ Lê sang họ Hồ. 4. Và nếu chủ đề lịch sử luôn khiến bạn thích thú, kính mời anh em đón xem tiếp video. Giải oan bàn chân giao chỉ có phải là chiêu trò ngu dân của Trung Hoa? Đang hiện ra màn hình bên cạnh đây, nhấn vào và xem ngay lập tức nhé các bạn ơi.